Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vũ ly về tập toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 147, phép trừ không nhớ trong phạm vi 1.000. Bài số 1 tính. Chúng ta trừ cái hàng đơn vị trước rồi tới hàng chục rồi tới hàng trăm. Ta trừ hàng đơn vị chúng ta viết dưới hàng đơn vị, ta trừ hàng chục thì viết dưới hàng chục và trừ hàng trăm thì viết dưới hàng trăm. 9 ta trừ cho 6 là còn lại 3. 4 là trừ cho 3 còn 1. 5 là trừ cho 2 còn 3. 2 trừ 1 là còn 1. 4 trừ 4 bằng 0. 6 là trừ cho 2 còn 4. 3 là trừ 3 bằng 0. 9 là trừ cho 5 bằng 4. 3 trừ 3 bằng 0 thì khỏi cần ghi. Phía trước á, số 0 phía trước á khỏi cần ghi. Nhưng mà phía sau phải ghi nha. Phía trước ta bỏ đi cũng được, không vấn đề gì hết, nhưng mà phía sau ta bỏ đi là sai á, nó thành ra con số khác á. 8 trừ 4 còn 4. 4 trừ 2 còn 2. 5 trừ 2 còn 3. À, 5 trừ 3 còn 2 chứ, ngược. 6 trừ 6 bằng 0. 4 trừ 4 bằng 0. 8 trừ 1 còn 7. 8 trừ 3 còn 5. 4 trừ 2 còn 2. 5 là trừ 3 còn 2. 4 là trừ cho 3 còn 1. 9 là trừ 5 là còn lại là 4. 3 là trừ cho 2 còn lại là 1. 6 là trừ 5 là còn lại là 1. 4 trừ 2 là còn lại là 2. 3 là trừ cho 2 là còn lại là 1. 9 mà ta trừ cho 6 là còn lại là 3. 4 là trừ cho 2 là còn lại là 2. 4 là trừ cho 3 còn 1. 8 là trừ cho 3 còn lại là 5. 4 là trừ cho 3 còn 1. 4 là trừ cho 2 còn lại là 2. Chúng ta qua bài số 2, đặc tính đầu tính. Cái này người ta đặt sẵn cho mình rồi. Cái này là chỗ này là dấu trừ. 9 ta trừ cho 6 là bằng là 3. 6 ta trừ 5 là còn 1. 5 ta trừ 1 còn 4. 2 ta trừ cho 1 còn 1. 4 trừ 3 còn 1. 4 trừ 2 còn 2. 4 là trừ cho 0 là bằng 4. 5 trừ 2 còn 3. 6 trừ 2 còn lại là 4. 4 trừ 2 còn 2. 8 ta trừ cho 5 còn 3. 8 ta trừ 3 còn 5. Chúng ta qua bài số 3. Tính nhanh. 400 ta trừ cho 200 là còn lại là 200. 800 ta trừ cho 600. 8 ta trừ cho 6 là còn lại là 2, 200. 500 ta trừ 300. 500 ta à quên, 800 ta trừ cho 500 300. 400 ta trừ 400 coi như bằng 0. 900 ta trừ cho 300 thì còn lại là 600. 900 ta trừ cho 700 thì còn là 200. 200. Chúng ta qua bài số 4, nấu phép tính và số thích hợp. 900 ta trừ cho 600 vậy là bằng là 300. 300 chúng ta nấu xuống số 3. Chín trăm mà ta trừ 800 thì còn 100. 100 đây. 900 ta trừ cho 700 mà còn 200. 200 vào đây. 400 mà ta trừ 100 thì còn lại là 300. 300 vào đây. 600 mà ta trừ 300 thì còn là 300. 500 mà ta trừ cho 400 thì còn 100. 100 vào đây.
700 mà ta trừ 500 còn 200. 200 mà ta trừ 100 là vậy là còn là 100. 100 nó tích của bên này luôn rồi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog, trong blog thầy giải rất nhiều về đọc sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.